Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tỉnh Ninh Bình đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Hội nghị đã được nghe quán triệt tinh thần chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các cấp các ngành, đơn vị địa phương phải chủ động quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, luôn sẵn sàng ở mức cao hơn và cần tính đến mức cao nhất và trong tình huống xấu nhất. Theo báo cáo của ngành y tế, đến ngày 3 tháng 2, tỉnh Ninh Bình hiện có 7 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát, trong đó có 5 ca bệnh đang được cách ly, theo dõi tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Có 4 ca bệnh tình trạng ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm xác định nhiễm nCoV. 1 ca bệnh đã tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm nCoV, còn 2 trường hợp đang theo dõi cách ly tại nhà, tình trạng sức khỏe ổn định. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định đang được theo dõi là 71 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian qua trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các biện pháp, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch, tránh gây hoang mang trong cộng đồng, điều tra giám sát các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan đến mắc nCoV, cách ly theo dõi tại cộng đồng những trường hợp nghi ngờ, cách ly theo dõi và điều trị những trường hợp có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Xử lý phun hóa chất chloramin B 0,5% tại khu vực các trường học và cơ sở khác, tập huấn điều trị nCoV cho tất cả các đơn vị điều trị trong tỉnh. Phát biểu thảo luận, các đại biểu nêu rõ kế hoạch, phương án chuẩn bị của ngành, đơn vị, cũng như nêu một số đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Đinh Văn Điến nhấn mạnh việc phòng chống dịch phải huy động sự vào cuộc tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân. Các cấp, các ngành phải xác định phòng dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng chống dịch do chủng mới virus là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải tập trung chỉ đạo, không được chủ quan, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong việc phòng chống dịch. Hai là Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, hiểu biết dịch bệnh, các biểu hiện và các biện pháp phòng chống dịch bệnh virus này. Hàng ngày cập nhật thông tin, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh 3 cấp để người dân biết tình hình dịch, nhất là các khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế để người dân biết, không hoang mang, quá lo lắng nhưng tuyệt đối không chủ quan. Yêu cầu đài phát thanh và truyền hình tỉnh vào lúc 20 giờ hàng ngày cung cấp tình hình dịch bệnh virus corona làm thông tin chính của tỉnh. Thông tin thì yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Sở Y tế triển khai in áp phích tờ gấp về phòng chống dịch bệnh để tổ chức tuyên truyền. 3. Đối với Sở Y tế, xây dựng kịch bản các phương án phòng chống theo từng cấp độ của dịch, triển khai tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế đối với từng tình huống của dịch. Thì công chí đã làm và triển khai lâu rồi công chí ạ. Chỉ cần bổ sung cập nhật thường xuyên thôi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc phòng cách ly điều trị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân viên y tế, đảm bảo đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Đó là dự phòng cách ly điều trị tại chỗ. 2 là cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ. 3 là kinh phí tại chỗ. 4 là nhân lực tại chỗ. Tập trung bao vây này, dập dịch ngay từ lúc quy mô nhỏ, số lượng người mắc bệnh ít, trong tình huống xấu nhất dịch lan ra diện rộng phải trưng tập bệnh viện phổi làm bệnh viện dã chiến. Sở Y tế chỉ đạo chuyển các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện phổi
đến các bệnh viện cho phù hợp với điều kiện và chuyên môn. Sở Y tế là chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh triển khai phun thuốc khử trùng tại các công sở, bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị, siêu thị, nhà ga, bến xe cấp tỉnh. Chỉ đạo các trung tâm y tế cấp huyện, thành phố phải triển khai phun thuốc khử trùng các đơn vị, trường học, cơ quan, công sở của cấp huyện và cấp xã. Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn, giám sát, cách ly những người trở lại làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty về từ vùng có dịch. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho các giáo viên về cách phát hiện phòng chống dịch bệnh để giúp cô giáo. Thành lập và công bố số điện thoại đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh virus corona. Đối với công an tỉnh, thì chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp thông tin người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nhất là người Trung Quốc, đảm bảo chính xác cụ thể từng người, phối hợp với Sở Y tế để kịp thời thực hiện giám sát, cách ly những trường hợp từ vùng có dịch đến Ninh Bình theo quy định và tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. Đối với Sở Du lịch, tham mưu dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động năm du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao thì tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đã tổ chức trên địa bàn. Là Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế, Ủy ban nhân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh, đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang, nước súc miệng, dung dịch sát trùng, vật tư y tế v.v. phục vụ công tác phòng chống bệnh. Nếu đơn vị nào vi phạm sẽ rút giấy phép kinh doanh theo quy định. Đối với Sở Giáo dục thì phối hợp với Sở Y tế chủ động tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Về các đề xuất mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác phòng chống dịch, chỉ khi chúng ta đồng ý chủ trương, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Y tế khẩn trương thẩm định báo cáo Ủy ban tỉnh quyết định, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh vật tư y tế, đảm bảo ổn định thị trường và phòng chống dịch hiệu quả hơn. Ủy ban nhân các huyện, thành phố thì xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn, chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chỉ đạo cơ quan đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ được phân công khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, giao cho Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổng hợp kết quả báo cáo về Ủy ban tỉnh trước 17 giờ hàng ngày.